Thân mến, chào mừng các bạn tiếp tục trở lại kênh học tiếng Anh miễn phí cùng Mr. Long Linh. Chúng ta tiếp tục với các video của Unit 4 và bây giờ là chúng ta đã sang bài tập cuối cùng rồi, bài tập số 10 của Unit 4. Bài tập số 10 là một bài tập đọc hiểu rất là thú vị, rất là gần gũi và nó sẽ là nền tảng kiến thức cho chúng ta để sau này các bạn đi thi tốt nghiệp 12, các bạn sẽ có kiến thức đọc hiểu rất là tốt nha các bạn nha. Rồi, bây giờ mình sẽ giúp các bạn hiểu dịch cái bài này, rồi sau đó sẽ giúp các bạn trả lời các cái câu hỏi. Có 5 câu hỏi trong cái bài này thôi. Rồi, bây giờ mình giúp các bạn hiểu nha. Như mọi khi, trước khi vào thì mong các bạn bỏ ít thời gian, nhấn đăng ký kênh, chia sẻ kênh để các bạn đón nhận thêm nhiều video hay các bạn nha. Và bản thân mình cũng có thêm rất nhiều niềm vui đó các bạn ạ. Một lần nữa, mình cảm ơn các bạn rất là nhiều nhé. Và nếu trong quá trình các bạn học, chỗ nào các bạn không rõ thì các bạn có thể hỏi mình. Mình sẽ cố gắng giúp các bạn sớm nhất có thể các bạn ha. Rồi, bây giờ chúng ta bắt đầu. Những con người từ rất sớm có nghĩa là gì? Có nghĩa là tổ tiên chúng ta đó các bạn. Đó, tổ tiên của loài người chúng ta, những người sớm của lịch sử loài người đó. Làm sao? Sống bằng cái gì các bạn? Sống bằng cái việc săn bắt động vật này. Đó, săn bắt động vật này và gì? Và hái lượm, thu thập các cái thu đi. Giống như chúng ta gọi là săn bắt và hái lượm đó. Các bạn hiểu như vậy là ok. Đó, săn động vật này, săn bắt động vật và hái lượm thực vật để ăn uống đó, được chưa? Một bộ lạc này, bộ lạc của những người cổ ngày xưa đó các bạn ha. Sống trong một cái gì? Trong một khu vực đó, sống trong một khu vực cho đến khi nguồn cung cấp thực phẩm lương thực của nó, của cái bộ lạc đó cạn kiệt dần đó. Đó, như vậy là sống trong một cái vùng đó mà đến khi mà cái nguồn cung cấp lương thực thực phẩm nó bị cạn dần thì họ mới đi. Sau đó bộ lạc đó phải di chuyển đến cái vùng đất săn bắt, những cái vùng đất săn bắt mới, nơi mà có nhiều đồ ăn hơn. Đó các bạn thấy chưa? Rất là dễ hiểu đúng không? Bài đọc này rất là dễ hiểu. Cái cách sống này là nguyên nhân của một cái vấn đề đặc biệt cho những bộ lạc. Cái cách sống du mục là nguyên nhân gây ra một cái vấn đề đặc biệt cho các bộ lạc. Là sao? Là họ phải phụ thuộc vào vận may này. Đó, họ phụ thuộc vào vận may mắn. Hôm nào mà xui thì không săn bắn được là rất là đói, đúng không nào? Họ phụ thuộc vào vận may, cũng như là phụ thuộc vào kỹ năng, những cái kỹ năng săn bắt của họ. Kỹ năng săn bắt của họ phụ thuộc vào nhiều cái. Ok. Nếu họ có thể thì không thấy động vật, có người nào họ không săn được con nào đó, không săn bắt được con nào, thì toàn bộ lạc thì sao? Đang trong cái nguy cơ bị đói, bị chết đói này. Đó, trong cái lúc nào cũng đối diện với cái nạn đói đó là như vậy đó các bạn ha. Đó, nếu không tìm thấy được động vật, không săn bắt được động vật thì toàn thể bộ lạc thì sẽ đối diện với cái nguy cơ bị chết đói. Và thậm chí khi những người thợ săn gặp vận may, một ngày nào đó họ gặp vận may, thì điều đó cũng chưa chắc rằng sao họ gặp được nhiều động vật đó lần tiếp theo. Có nghĩa là hôm nay may nhưng lần thứ hai chưa chắc, ngày hôm sau chưa chắc là họ may nó án nó hơn. Đó các bạn nha, mình nắm được ý người ta viết như vậy là rất là tốt rồi. Bộ lạc di chuyển thường xuyên bởi vì nhiều vùng đất cần cho cái sự hỗ trợ cho một vài người nữa. Đó, thêm vài người nữa. Rồi, đó các bạn thấy hình rất là hay. Và cuối cùng sao? Cuối cùng người ta học cách là học cái điều nào? Rằng họ có thể trồng những lương thực của họ, nuôi lớn trồng trọt, à, phát triển cái lương thực của họ như nào. À, đầu tiên sao các bạn xem nào. Đầu tiên thì những người phụ nữ của bộ lạc trồng những cái hạt dại này các bạn này. Đó, những hạt giống dại này, đó, những hạt giống nhưng mà nó còn dại, còn gắn liền với thiên nhiên á, nó chưa có được can thiệp của bàn tay của con người đó. Những người phụ nữ trong bộ lạc họ bắt đầu trồng những cái hạt dại đó. Sau đó người ta phát hiện ra rằng họ có thể trồng những cái hạt giống của chính bản thân họ. Đó, đầu tiên là những hạt dại, sau đó là trồng những hạt giống do chính họ chọn lựa và sưu tầm. Ok. Nông nghiệp từ từ trở thành một cách của cuộc sống sinh tồn của họ. Lúc này nông nghiệp từ từ dần dần trở thành một cách sống của họ. Khi người ta bắt đầu sao các bạn? Từ bỏ săn bắn này, đó, xa dần với săn bắn mà để quay về với nông nghiệp, trở lại với nông nghiệp này, không phải là quay về trở lại mà từ bỏ săn bắn để chuyển sang nông nghiệp đó các bạn. Giống như từ đời sống du canh du cư, du mục đi săn đây nay đây mới đó, rồi chuyển sang nông nghiệp thì sao?
đời sống của họ, những đời sống của họ đã thay đổi. Khi nguồn cung cấp thực phẩm trở nên thường xuyên hơn, nhiều thường xuyên hơn, thì họ không còn phải di chuyển nơi này sang nơi khác nữa. Đó, các bạn thấy chưa? Ý là lúc này dần dần họ sẽ từ bỏ cuộc sống chuyển nơi này sang nơi khác, mà họ dần dần họ định cư đó các bạn, sống ổn định đó. Và sự thành công của mùa màng của họ phụ thuộc, sao các bạn? Phụ thuộc một phần vào thời tiết. Nhưng là sao các bạn? Có nhiều điều mà họ có thể làm để giúp đỡ những mùa màng của họ lớn lên. Có nghĩa là có nhiều điều họ làm để làm cho mùa màng của họ lớn lên, là phát triển á, phát triển mùa màng á. Và bây giờ bộ lạc có thể lớn lên, sao các bạn? Phát triển theo nhiều quy mô đó, phát triển bộ lạc có thể phát triển lớn hơn á, theo phát triển quy mô của nó đó. Bởi vì nông nghiệp đã cung cấp, sao các bạn, một cách thức để nuôi nấng con người. Có nghĩa là chính nông nghiệp này nó đã giúp cho cái việc nuôi nấng con người một cách dễ dàng và thuận lợi hơn. Có nghĩa là con người chỉ ít có thường xuyên đối diện với cái đói hơn nữa. Đương nhiên vẫn có đó, bởi vì mất mùa thời tiết nữa. Nhưng dù sao nó vẫn đỡ hơn là săn bắt các bạn ha. Đó, như vậy là rõ ràng đây là một cái bài đọc rất là thú vị. Đó, bài đọc số 10 này nó cung cấp cho chúng ta một cái kiến thức lịch sử, một kiến thức xã hội rất là hay. Vậy thì bây giờ 5 câu hỏi của chúng ta sẽ được trả lời rất là gọn thôi các bạn nha. Đầu tiên, câu A. Đây, những người cổ chúng ta, những người sớm này đầu tiên họ sống như thế nào? Rất dễ đúng không? Đầu tiên chủ yếu là săn bắt. Săn bắt thôi các bạn, chứ nông nghiệp lúc này chưa có, câu cá càng không có. Bắt cá chưa có mà săn bắt nói chung nha. À, rồi, đó là câu dễ rồi. Câu khó thì thầy mới dừng lâu, còn câu dễ thì qua nhanh thôi các bạn ha. Sẽ dễ dàng cho những người cổ ngày xưa để tìm thấy thức ăn, đúng hay sai? Câu này hoàn toàn sai các bạn. Ngày xưa để tìm thấy thức ăn rất khó, may mắn săn được động vật nữa, nhưng không thể may mắn nhiều lần được, đúng không? Người ta thường xuyên đối diện với nạn đói đó các bạn. Hồi nãy mình vừa dịch xong cho các bạn đó. Cho nên câu khẳng định thế này là hoàn toàn sai. Sai có nghĩa là false này các bạn nha. Đó. Rồi, đó là câu B. Bây giờ chúng ta chuyển sang câu C. Tại sao những bộ lạc từ sớm, rất sớm đó lại di chuyển thường xuyên? Ồ, câu này rất dễ. Bởi vì sao? Họ di chuyển bởi vì săn bắt là rất là năng suất kém mà. Có nghĩa là săn bắt là không được hiệu quả lắm đâu. Lúc thì có, lúc thì không, đại loại là không được nhiều đâu. Nó rất là poor, kém cỏi, nghèo nàn nè. Đó. Nhưng mà là người ta thường xuyên đối diện với cái đói là vậy. Cho nên người ta phải di chuyển thường xuyên để người ta tìm những cái chỗ nào có nhiều nguồn săn hơn nữa, nhiều nguồn săn bắt hơn nữa các bạn ha. Đó là như vậy là bài đọc chúng ta đã hiểu rồi. Thì bây giờ chúng ta trả lời nhanh thôi chứ không có gì khó cả. Bây giờ chuyển sang câu D. Câu D các bạn nè. Những người phụ nữ của bộ lạc học cách gì? Học cách để làm gì? Học cách để trồng những cái hạt dại này, đó, những hạt giống dại đó các bạn. Đầu tiên là họ phải học trồng cái này cái đã. Rồi sau đó làm gì thì làm đúng không? Sau đó họ mới tự trồng những cái hạt giống của chính bản thân họ. Rồi, câu cuối cùng, câu này là khó nè. Cái ý tưởng chính của cái bài văn này là gì? Đây, ý tưởng chính của bài văn này là gì? Nông nghiệp đã dần trở thành một cách sinh tồn, một cách của cuộc sống con người như thế nào? Đây mới là cái ý tưởng rất là quan trọng của bài. Chứ còn nếu chúng ta chọn là một vấn đề của thời Trung Cổ, một những vấn đề đặc biệt thời Trung Cổ là không đúng nè. Làm sao để được vận may trong săn bắt là cũng không, vận may có được vận may, có được vận may trong săn bắt như thế nào là càng không đúng này. Mà cái ý tưởng chính của bài này á là vẫn là làm sao mà nông nghiệp đã trở thành một cách của cuộc sống này. Rất là hay nha các bạn ha. Cách thức để nông nghiệp trở thành đó. Như vậy là bài tập số 10 này cũng là kết thúc của cái Unit 4, các bài tập của trong sách bài tập của Unit 4 chúng ta. Và trong quá trình các bạn học á, nếu các bạn thấy cái chỗ nào mà các bạn không rõ, các bạn không hiểu thì mong các bạn hỏi, rồi mình sẽ cố gắng sắp xếp thời gian để mình trả lời, mình giúp các bạn hiểu sớm nhất có thể nha các bạn nha. Đôi lúc thầy có thời gian thì thầy sẽ làm nhanh, còn nếu không có thời gian thì thầy làm cũng cố gắng sớm cho các bạn ha. Đôi lúc các bạn hết sức thông cảm. Và quá trình mình làm việc với các bạn á, nếu chỗ nào mình giảng không hay, chỗ nào mình làm khó hiểu thì các bạn cũng nói cho mình nắm, các bạn cũng đóng góp ý kiến để cho mình hoàn thiện dần các bạn ha. Chứ cuộc sống thì không ai tự nhiên mà giỏi cả đúng không? Phải rèn luyện từ từ, hoàn thiện dần từng ngày đúng không các bạn? Và cái sự ủng hộ và giúp đỡ của các bạn là nguồn động viên rất là lớn cho mình, để cho mình hoàn thiện từng ngày và mình phục vụ các bạn mỗi ngày tốt hơn đúng không? Rồi, một lần nữa cảm ơn các bạn rất là nhiều và chúc các bạn học tốt và ngày càng giỏi lên. Hẹn các bạn ở các video tiếp theo, ở unit thứ 5 cũng như những cái video về luyện ôn thi kiểm tra của mỗi lần thi kiểm tra quan trọng của các bạn ha. Rồi, một lần nữa chào các bạn và chúc các bạn một buổi tối vui vẻ bên gia đình và người thân.